khi mà em chưa có bạn trai, chưa có chồng á, thì em luôn tránh xa những chàng trai đẹp quá mức cho phép. Tại sao? Bởi vì em nghĩ những chàng trai này sẽ rất là đào hoa. Bà tưởng người ta để ý tới bà dạ. Ê, như ta là đẹp trai quá mức cho phép mà bà tránh người ta. Người ta không tránh bà thôi chứ tầm bắt gì bà tránh người ta. Vậy sao chị dạ? Cái câu đó ha ri người ta phát ra tôi còn tin. Khác, thời con gái tôi ngon dữ lắm. Ngon không? Tôi không đẹp nhưng tôi có duyên. Trai phái tôi dữ lắm. Cho nên là em rất là sợ những người đàn ông đó họ sẽ không thật lòng với mình. Bởi vì bản thân họ rất tự tin về vẻ đẹp trai của họ. Và rất có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Đúng, mình không thể nào rảnh thời gian mình đi canh me hoài được. Không phải chỉ một riêng mình có suy nghĩ đó, mà rất rất nhiều cô gái đều có đồng suy nghĩ đó. Cho nên không ai dám đến gần chàng trai đó. Đúng rồi. Đúng. Kết luận là bị ế. Sai. Mời Thế Vinh, một người đẹp trai. Anh có ế không ạ? Em đưa người ta vô cái thế tập bậy không? Câu mà bây giờ không biết là nên nhận mình đẹp trai hay là ế luôn. Đừng nói mình đẹp trai á là tạo quá ban tặng cho mình cái việc đó rồi. Bác sĩ cho em đẹp là bác sĩ cho em. Tại vì khi mà mình đẹp thì nhiều cô gái sẽ bu mình. Và nhiều khi bu rồi này nọ để ăn cơm trước kẽn rồi nọ. Bởi vì mình đẹp quá thì không có nào có những cái tránh cái chuyện đó xảy ra được. Cho nên không có nào mà ế được. Đúng không anh? Rồi. Em nói mà sao mặt anh nhìn em ánh mắt kỳ vậy anh? Anh sợ em nói hố. Hố vậy? Hố rồi kìa. Thiệt anh phải tỏ ánh mắt em để em tự tin chứ anh làm gì vậy? Sao em không có tin tưởng anh nè. Nói chung á là phụ nữ hay đàn ông gì cũng vậy hết. Cái gì mà nó đẹp quá thường người ta sẽ xích xem. Đúng. Ngắm. Đúng. Nhưng không dám sở hữu. Đúng. Đúng là không dám sở hữu, không dám xài luôn. Ví dụ đẹp trai như ST đi, chị đó đâu dám đụng vô. Đó là hồi xưa thôi mọi người ơi. Chứ bây giờ có những cô gái bây giờ rất là cá tính rồi. Đúng. Cô gái sẵn sàng người ta có thể tỏ tình với một chàng trai đẹp. Mọi người đang hiểu tâm lý sai của phụ nữ. Phụ nữ lúc mà quen yêu nha thì đẹp trai có thể là quen được nha. Đúng. Nhưng khi mà đám cưới thì phải lấy chồng kiểu nhan tiến luật. Phải, anh là một người kiểu như là đàn ông lý tưởng. Mẫu một người đàn ông, hình mẫu. Là nói anh xấu quá. Anh tự hào gì? Ý là anh chỉ là một đàn ông. Rất đàn ông mà có gì đó rất là ấm cúng. Rồi này nọ. An toàn. Với lại ông bà ta có câu củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Chồng xấu là chồng của mình nè. Còn chồng đẹp là chồng người ta. Với lại thêm cái này nữa nè, em thấy giống như là quen với một người mà quá đẹp trai nha, bị so sánh. Đúng. So sánh nhiều. Trời mà con gái rất là kỳ, đố kỵ về cái chuyện so sánh. Cứ đi ra ngoài là trời ơi sao bạn trai đẹp trai quá vậy. Rồi đúng người rồi. Ta tự nhiên nói ôi dạo này xuống sắc chết nha, hay bị so sánh đúng không? Trời ơi sợ lắm. Anh thấy bậy hoàn toàn. Anh nói giờ đơn giản một điều thôi, một người đẹp trai quá mức là có nghĩa là khi vừa mới nhìn là mình đã chịu không nổi rồi. David Beckham. Đúng rồi. Nhưng mà trên đời này có bao nhiêu David Beckham? Mỗi một thôi. Một cái vấn đề nữa nó rõ rành rệt luôn. Em thấy ai giờ cũng bị vậy trơn á. Sao em? Là tại vì người ta hay nói là đẹp quá chứ không phải của mình đâu. Cứ để đó đi thôi, chắc phải tìm một người nào đó xứng đôi hơn. Đúng. Tìm người này thì ok rồi, hơn. Chính xác quá. Mà đâu có biết được ai vậy mình bỏ qua thế là... Đúng rồi. Phải nói là bởi vì ông trời không cho ai tất cả. Đúng. Nếu như cho nhan sắc thì sẽ lấy đi một cái gì đó. Ừ. Và thường thì sẽ lấy đi cái sự duyên dáng của họ. Bản thân tôi rất thích trai có duyên. Mà xấu cũng được, bị xấu xấu nó thường có duyên lắm, nó bù lại. Ừ. Còn mấy anh mà đẹp như bức tượng mở miệng ra nói chuyện với tôi một câu là tôi đi chỗ khác liền. Thường vô duyên đúng rồi. Đàn trai, đàn ông đẹp trai thường vô duyên dữ lắm. Không, cái này là hơi bị quy chụp. Đúng. Sao nói đẹp trai mở miệng vô duyên? Anh Vinh ơi, anh nói một câu mắc cười chết cho ta coi. Anh nói game cười liền nha. Lâm ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Sợ quá. Bây giờ nói thấy chưa?
Bây giờ chỉ có so sánh đúng hai cái từ giờ là giống như là anh Vinh nào quá đẹp trai đúng không? Đúng. Và bình thường mở miệng thì cái duyên nó cũng không có mặn như mình mong đợi. Đúng. Còn bây giờ giống như anh tiết luật đi, mở miệng cái gì nói cái gì cũng đó. Duyên rồi, chết. Nhìn cái mặt thôi là có duyên rồi. À. Đâu anh nói thử coi, anh nói thử coi ai cười không? Tôi hết. Anh thấy có gì đâu mắc cười. Anh thấy có gì đâu mắc cười. Thật sự luôn, người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp, mà cái đẹp đánh bẹp cái nết. Đó, cho nên khi mà đẹp là mình có quyền hết mọi người ơi. Mấy anh mà đẹp như bức tượng mở miệng ra nói chuyện với tôi một câu là tôi đi chỗ khác liền. Đúng không? Nhiều khi anh nói anh đẹp quá, ảnh vô duyên chút xíu cũng được. Nhìn thôi cũng được mà ngắm cũng thấy sướng mà đâu có sao đâu. Mà thời buổi này thời buổi gì rồi? Rất nhiều sự lựa chọn. Quang U giống lựa chọn ông đẹp. Với lại á, mình ở gần một người đàn ông đẹp quá mức cho phép mình cảm giác mình hãnh diện lắm. Hãnh diện. Đúng. Đúng. Đi ra ngoài đường tự nhiên mình kiêu ngạo hơn đúng không? Ôi, thật sự là đẹp trai quá mức cho phép là ế là tôi thấy là em tôi là đẹp. Đó tới bây giờ vẫn ế nè. Ông vô duyên đúng rồi. Đàn trai đàn ông đẹp trai thường vô duyên dữ lắm. Tới bây giờ vẫn ế đúng không anh? ST đẹp trai quá trời đẹp trai tới giờ vẫn ế cũng ế luôn. Cuộc sống tại vì khi có quá nhiều sự lựa chọn rồi thì không thể lựa chọn được nữa. Với lại khi mà mẹ anh Vinh một đứa con đẹp trai vậy cái mẹ tôi mẹ ôm ấp vào lòng, mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng không cho anh Chương Thế Vinh ra đời đúng không anh Vinh? Anh nói đi anh. Ủa sao vậy? Cũng thương quá. Ủa? Cũng thương quá. Như anh Vinh với ST á là trường hợp ít thôi tại vì hai người đó kén quá. Không có, ông bà nói là củi khô dễ cháy, chồng xấu dễ xài. Thế hệ bây giờ khác hồi xưa đó là đúng là xấu thì người ta có thông minh hay gì đó. Còn bây giờ nha, đẹp trai mà ngoại hình thông minh rồi kiếm tiền nhiều. Bây giờ đúng rồi, đúng rồi. Anh Trấn Thành đó, đó anh Trấn Thành. Trời ơi. Duyên dáng nữa. Thực sự mà nói là nghe em tưởng là ông ấy là một người đào hoa tại vì quá hoàn hảo. Có một người vì thế cũng rất là cao và đẹp trai muốn chết. Lúc đó thì có muối luôn, bây giờ thì không có. Đúng rồi. Đó thì có. Tại vì Harry cũng đã từng là định kiến là đẹp trai như vậy thì mình sẽ không lấy chồng. Mình sẽ quen chơi thôi. Mà ai dễ. Ai dễ. Nhiều cái hấp dẫn quá. Mình phải hốt liền. Trời ông có mắt lắm. Ông cho thanh là cướp sắc, cho sắc là cướp thanh. Thường thường là cho anh nào đẹp trai là hả nói chuyện rất là vô duyên. Mà nhiều khi con gái nó không thích đàn ông. Thí dụ rồi, thí dụ nè, đẹp trai quá nhưng mà mở miệng là vô duyên. Lâm ơi. Vô duyên dễ sợ. Đẹp thôi chứ vô duyên. Vô duyên dùng gì hết trơn rồi. Hồi nãy tự nhiên em thấy ST và anh Vinh kiệm lời hẳn ra. Vì sao vậy ạ? Nếu như không phải là trong chương trình bên chóng thì đẹp trai quá mức mấy bạn nghĩ có bị ế không? Có luôn. Thật ra thì có nha. Có nha. Có. Em vẫn nghĩ là có. Tại ai yêu cũng lo lắng hết trơn á. Mà kể cả cái thường đẹp mà đẹp quen quá hay tự tin lắm. Ồ đúng rồi, con gái ghê bị tự tin lắm mà tự tin là nhìn vô không ưa à. Bị thái quá luôn á. Nếu mà em nói vậy thì cơ hội nào cho ST? Đó là tính cách thôi. Đúng. Chứ thật ra là cái người đẹp. Nhưng mà đâu phải ai cũng dễ thương như ST. Không, nhưng mà có nhiều người xấu vẫn over, vẫn tự tin mà. Thì còn ế nữa. Mình tiếp tục với chủ đề thứ hai đi. Chủ đề thứ hai. Đàn ông muốn thành công đừng nên lấy vợ. Ai chống ai bên. Sai bét luôn. Quá sai luôn. Sai bét luôn. Tôi thấy câu này đúng. Lấy vợ là sự nghiệp tiêu tan. Đáng lẽ là bây giờ là em là sao hạng A, hạng gì rồi đó. Em là thứ dữ rồi đó. Mà lấy vợ cái bị ghi xuống liền. Nói là con gái sẽ rất là hay ghen. Sẽ không có cho đàn ông ra có nhiều cái cơ hội để mà. Bởi vì mình gặp gỡ người này người kia thì mình mới có nhiều cái cơ hội đúng không? Chính cho xác. Nên là đàn ông không có nên lấy vợ sớm. Để mà tạo dựng cho mình một cái sự nghiệp ổn định trước đã. Chính sau khi mà mình có một cái sự nghiệp ổn định rồi thì mình muốn đi đâu cũng được, mình muốn làm gì cũng được, mình muốn yêu ai cũng được. Bởi vì khi đó mình có tiền rồi, bao nhiêu cô gái lúc đó sẽ vây quanh mình. Sai hoàn toàn. Bởi vì thực sự ra đàn ông sống rất là bản năng.
cho nên cần phải lấy vợ để trách nhiệm hơn với bản thân cũng như là sự nghiệp của mình và trưởng thành hơn, biết lo hơn. Bằng chứng là chồng Lâm Vĩ Dạ từ khi mà lấy vợ có con thì mới được một cái giải thưởng. Hồi trước đó là rất là sống buông thả, không có lo gì hết, không có để tâm gì hết. Lấy vợ, vợ rèn giũa, vợ dạy dỗ, vợ uống nắng mới thành công được. Một người thành công là họ phải tập trung hoàn toàn 100% vào cái mục tiêu đó, họ mới đúng, có thể thành công được. Đúng. Chứ anh nói cho em nghe một câu, lấy chồng lấy vợ á, là thiên đàng và địa ngục, là một ranh giới rất là mỏng thôi. Cái gì? Tại vì nếu mà lấy đúng á, là thiên đàng, là cái người đó sẽ hỗ trợ mình, mà lấy sai một cái nha, làm việc không còn cách nào làm được hết trơn. Đầu óc không còn nữa rồi, để hãy nhìn Trương Thế Vinh quá kén chọn bây giờ vẫn ý. Đó. Tôi là tôi thành công rồi, tôi lấy vợ đúng. Em cũng vậy. Ừ, mình lấy đúng vợ. Lấy đúng vợ. Rồi. Nhưng mà mình hên thôi, mình nằm trong những con số hên thôi. Đúng. Chứ bạn bè em lấy vợ giờ sai xỉn đồ. Đúng. Rồi không có công ăn việc làm gì hết. Một người đàn ông người ta nói là gì, là trụ cột gia đình đúng không? Thường đi làm về quá nhiều thứ lo tan bộn bề trong cuộc sống xã hội này. Đi về nhà có một bữa cơm. Ừ. Nhẹ nhàng xả stress, xả relax xong. Thôi chỉ đi người đàn bà. Dạ. Có một người chồng rất thành công lên tiếng. Dạ vâng. Đó. Thời điểm đó là chồng em mới có 30 tuổi mà thôi, là còn quá trẻ. Trẻ. Và lúc đó là anh đã làm kiểu như là cũng là quá thành công rồi, và người ta nghĩ là không thể thành công hơn được nữa. Mà anh ấy định lấy em là người phải cản. Anh suy nghĩ lại đi, nó có liên quan tới sự nghiệp của anh nữa. Nhưng mà anh khẳng định luôn là anh lấy em là sự nghiệp của anh sẽ tốt hơn. Tại vì anh tin là anh về nhà là em sẽ làm cho anh vui, ngày nào cũng sẽ vui, đêm nào cũng vui vẻ. Và cuối cùng thì sao? Bây giờ lên YouTube thì toàn là những cái clip của chồng mình up cái trending không? Rồi, chết. Tôi có một người bạn thân hồi trước chưa lấy vợ. Thời điểm đó là chồng em mới có 30 tuổi mà thôi, là còn quá trẻ, đang nghĩ là không thể thành công hơn được nữa. Anh ấy định lấy em là người phải cản. Là thực sự ra là cũng chỉ thành công bình thường thôi. Nhưng mà khi lấy vợ xong rồi, bây giờ là mở YouTube lên là top trending. Đó là MC đình đám nhất bây giờ. Và cái người MC đó lấy vợ năm 30 tuổi. Đúng rồi. Cái lúc đó cái đỉnh điểm sự nghiệp không cái nào là phát triển hơn nữa. Đúng rồi. Nhưng mà lấy người vợ về đêm nào cũng vui hết. Tại vì khi lấy người vợ về, người vợ giải tạo trí, tiếng cười. Đó, giải niềm trí vui quá cho chồng mỗi đêm. Mà người vợ thăng qua. Người vợ trước khi nó còn cản nữa, cái này liên quan đến gì của rồi, anh nha. Đúng rồi. Sự nghiệp của anh nha. Đúng rồi, nhưng mà người ta vẫn quyết định lấy. Có nghĩa là cái người đàn ông khi lấy vợ rồi thì mới là thành công hơn nữa. Thưa quý vị, thật ra thì em phải nói về chuyện gia đình của em. Dạ, tại vì thật ra mà nói là chồng em là một người dư năng lượng. Và về nhà là cũng không bao giờ nghỉ ngơi gì hết trơn. Đúng rồi. Và lúc nào cũng hát, mà trong khi đó con vợ phải cản. Anh ơi, đừng có hát nữa. Anh đang sắc tác giả, thôi anh đừng có hát nữa, anh chơi với em đi. Rồi đang làm một cái gì đó, tập trung vào một cái kịch bản gì đâu. Anh ơi, về chơi với em chứ. Anh đang đọc kịch bản mà. Ôi, kỳ quá à. Anh phải thương em chứ. Rồi riết tới mức độ mà ổng nói là hả, bây giờ là thời gian anh còn không có đầy đủ mà phải dành thời gian cho em nữa. Thì thật ra thì mình cũng nghe, mình cũng cảm thấy, ê, mình cũng phải nói thật với chồng luôn là chồng không nên lấy vợ. Tại vì bây giờ lỡ lấy vợ rồi thì phải chăm sóc cho em. Còn nếu không có em thì anh có thể là hoàn toàn tập trung vào cái nghề nghiệp quá nhiều hơn. Léo lượng thế ghê. Tiếc cho chồng mình. Đúng như vậy. Đó là em là vợ cho em cảm thấy hơi tiếc. Tôi cũng có em. Tôi cũng có một người bạn trước khi lấy vợ là không chưa có được không giải thưởng gì hết. Chồng Lâm Vĩ Dạ từ khi mà lấy vợ có con thì mới được một cái giải thưởng. Khi lấy vợ rồi nhờ vợ chỉ dạy đồ này nọ, bây giờ có giải thưởng cá nhân cho mình. Tôi nghĩ vậy nè anh, nếu như mà ngày xưa chồng tôi chưa lấy tôi thì có lẽ anh sẽ phát triển rất nhiều hơn trong sự nghiệp của mình. Trước đó là rất là sống buông thả, không có lo gì hết, không có để tâm gì hết. Lấy vợ, vợ rèn giũa, vợ dạy dỗ, vợ uống nắng mới thành công được. Dễ sợ thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì những lần mà chồng đi gặp gỡ những đối tác, tìm kiếm cho mình những mối quan hệ trong công việc á, thì tôi luôn gọi điện cho chồng tôi về. Tôi nói là anh về liền đi, bây giờ con cái đập để anh không phụ giúp em lo. Làm sao một
mình em lo nổi hết. Anh phải có trách nhiệm với gia đình, với con cái chứ. Ê, bậy thì nha. Chồng tôi tự cắt hết những cái mối quan hệ đó và về với gia đình. Cái thứ hai, có vợ xài hao lắm. Tự nhiên có một người kiểu đang ngời ngời công việc, đẹp trai rồi kia, tự nhiên có vợ có tình yêu vô cái banh chành luôn. Tôi lấy vợ xong rồi tôi thành công hơn. Tôi không còn ăn chơi nữa, tôi không còn là ba lớp vũ trường nữa. Tôi bỏ hết tất cả mọi thứ, tôi bỏ hết tất cả mọi thứ và tôi tập trung 100% cho sự nghiệp. Rồi thì sự nghiệp tôi nó phát triển khác à. Sau lưng người đàn ông thành công là gì anh? Là một người phụ nữ. Là phải có bóng dáng của người phụ nữ. Đúng, đúng. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Cái độ lực mặt nó càng ngày nó càng được phát huy rộng rãi và tráng hơn nữa. Tôi không ngờ là Harry Won với lại Lâm Vĩ Dạ lấy chồng để làm ví dụ. Cả bên và chống luôn, hay thiệt. Hay thiệt. Một ông chồng mà tách cho hai bế luôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đứng ở góc độ nào mình nhìn sự việc vẫn đúng nha. Đúng nha.